Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin sáng ngày 24 tháng 8, 2021 của kênh Sóng Ngầm TV. Thưa quý vị và các bạn, sau lễ khai mạc Tanh Bè 2021, trận đấu mở màn trong vòng đấu loại của nhóm 2 bảng 1 đã diễn ra. Trong nhóm này bao gồm các đội Việt Nam sử dụng xe màu đỏ, Mông Cổ sử dụng xe màu vàng, Syria sử dụng xe màu xanh dương và Venezuela sử dụng xe màu xanh lục. Như vậy, trận đấu hôm nay có sự góp mặt của ba thành viên cụ trào của bảng 1 Mông Cổ, Syria, Venezuela, cùng với nhà vô địch bảng 2 năm 2021 mới được thăng hạng lên bảng 1 là Việt Nam. Có thể nói, tiềm lực các đội là gần tương đương nhau, nên hứa hẹn một cuộc tranh đua quyết liệt và kỳ thú. Kiếp xe thi đấu hôm nay của đội tuyển Việt Nam gồm các thành viên. Đại úy Vũ Bá Trọng, sinh năm 1987, trưởng xe. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Quang Hiệp, sinh năm 1993, pháo thủ. Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn, sinh năm 1993, lái xe. Cả ba thành viên đều là cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn xe tăng 201, bộ tư lệnh tăng thiết giáp. Vào thời điểm này, thời tiết trên thao trường Alabino khá tốt. Trời nhiều mây, song sáng sủa, tầm nhìn tốt, gió nhẹ, nhiệt độ không khí 16 độ C. Có một bất lợi là trời đã về chiều, mặt trời đã về phía sau bia nên sấp bóng và quan sát ngắm bắn khá khó khăn. Đường đua nhìn chung khô ráo, chỉ có một vài chỗ có nước động, song không đáng kể. Nói chung, các điều kiện khá là lý tưởng trong một trận đấu. Theo đúng kế hoạch, trận đấu bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ Moscow, tức 20 giờ Hà Nội. Thứ tự xuất phát là Venezuela, Syria, Mông Cổ và cuối cùng là Việt Nam. Ngay sau khi xuất phát, đội Venezuela đã rất nhanh chóng vượt qua vật cản tránh cọc giữa để lên vị trí xếp đạn. Họ tiết kiệm từng giây, chỉ một quãng ngắn mà đẩy tốc độ lên tới 40 km h nên chỉ đến 1 phút 49 giây đã xếp đạn xong. Vào vị trí bắn, bia số 12 thứ nhất hiện lên 20 giây, họ đã bắn được và diệt mục tiêu. Các phát bắn tiếp theo cũng được thực hiện khá nhanh, nhưng chỉ trúng thêm một mục tiêu. Họ phải lấy thêm một viên đạn nữa để bắn, song vẫn không trúng mục tiêu. Kiếp đấu hoàn thành nội dung bắn sau khoảng hơn 5 phút. Ngay sau khi hoàn thành nội dung bắn bia 12, đội Venezuela tăng tốc và họ đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên với thành tích 9 phút 53 giây. Xuất phát thứ hai là đội Syria và chỉ mất gần 2 phút Họ cũng đã nạp đạn xong. Vào tuyên bắn, họ bắn khá nhanh và diệt cả 3 mục tiêu số 12. Kết quả, đội Syria hoàn thành nội dung bắn bia số 12 hết 4 phút 33 giây, diệt được 3 3 bia số 12. Tuy nhiên, đội Syria đã mắc phải một lỗi về tiếp đạn. Họ phải quay về vị trí tiếp đạn để khắc phục. Nên mặc dù, sau đó họ đã tăng tốc vượt các vật cản xong chỉ hoàn thành vòng đấu thứ nhất khi đồng hồ chỉ 17 phút 14 giây. Xuất phát thứ 3 là đội Mông Cổ. Sau 2 phút, họ đã nạp xong đạn. Vào tuyến bắn, mất 17 giây, họ mới bắn phát đầu tiên và trúng mục tiêu. Hai phát sau, Mông Cổ bắn rất nhanh và diệt được nhiều mục tiêu. Đội Mông Cổ hoàn thành nhiệm vụ bắn bia số 12 hết 4 phút. Sau đó, họ tăng tốc và hoàn thành vòng đua thứ nhất khi đồng hồ chỉ 7 phút 10 giây. Đây là một thành tích đáng nể. Xuất phát cuối cùng là đội Việt Nam. Cũng như các đội bạn, các tuyển thủ Việt Nam rất khẩn trương và chỉ sau 1 phút 40 giây đã nạp đạn xong vào tuyến bắn. Bia hiện lên chưa đến 10 giây, đội Việt Nam đã bắn được phát thứ nhất, trúng mục tiêu. Phát thứ hai, không hiểu vì lý do gì mà phải mất 50 giây mới bắn được. Phát thứ ba thì bắn khá nhanh, chỉ 12 giây. Cả hai phát sau đều trúng mục tiêu. Đội Việt Nam kết thúc bắn ở 4 phút 45 giây, diệt 3 3 bia số 12. Ngay sau đó, kiếp đấu của Việt Nam tăng tốc vượt qua các vật cản, không mắc lỗi nào và hoàn thành vòng đua thứ nhất với thành tích 8 phút 7 giây, chậm hơn đội Mông Cổ 57 giây. Sang vòng 2, đội Venezuela tiêu diệt mục tiêu số 25 khá nhanh. Tuy vậy, trong vòng đua họ đã phạm một lỗi kỹ thuật, phải dừng lại kiểm tra và chỉ hoàn thành vòng đua thứ hai lúc 21 phút 34 giây. Đội Syria gặp nhiều khó khăn khi bắn 12,7 mm và không diệt được mục tiêu số 25. Tiếp đó, họ lại phạm lỗi phải dừng kiểm tra kỹ thuật nên hoàn thành vòng đua ở 28 phút. Đội Mông Cổ diệt mục tiêu số 25 ngay đoạt đạn đầu tiên. Họ nước rút khá nhanh xong mắc một lỗi ở khúc nghiêng và hoàn thành vòng đua khi đồng hồ chỉ 16 phút 03 giây. Đội tuyển Việt Nam cũng đạt mục tiêu số 25 rất nhanh, sau đó tăng tốc và không mắc bất kỳ lỗi nào, hoàn thành vòng đua thứ hai ở 15 phút 29 giây. Trong vòng 3, đội Venezuela bắn diệt đưa số 9 rất nhanh, ngay sau đó tăng tốc nước rút, xong vi mắt chỉ đạt 64 km/h và hoàn thành vòng đua khi đồng hồ chỉ 31 phút. Đội Syria cũng nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu số 9. Tuy nhiên trên đường về đích, họ lại phạm một lỗi ở dốc nghiêng và chỉ cán đích khi đồng hồ chỉ 37 phút 02 giây. Mặc dù họ đạt vi-max 70 km/h ở đoạn nước rút. Đội Mông Cổ gặp chút khó khăn khi bắn mục tiêu số 9. Họ phát hiện mục tiêu và bắn khá chậm, song vẫn diệt được mục tiêu. Ngay sau đó, họ tăng tốc, vi-max đạt đến 70 km/h và hoàn thành vòng đua ở 24 phút 04 giây. Đội Việt Nam phải đến loạt bắn thứ hai mới diệt được bia số 9. Ngay sau đó, kiếp đấu tăng tốc về đích và không phạm lỗi nào. Tuy nhiên, do Vimax chỉ đạt 65 km h nên phải mất 24 phút 58 giây đội mới hoàn thành vòng đấu. Kết quả chung vòng đấu, đội Mông Cổ xếp thứ nhất với thành tích 24 phút 4 giây, diệt 5 trên 5 mục tiêu. Thứ hai là đội Việt Nam với thành tích 24 phút 58 giây, diệt 5 trên 5 mục tiêu. Về thứ ba là đội Venezuela với thành tích 31 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. Về cuối là đội Syria với thành tích 37 phút 02 giây, diệt 4 trên 5 mục tiêu. Thưa quý vị và các bạn, trình độ thao tác sử dụng trang bị vũ khí của các kiếp chiến đấu đều khá thành thục, tuyệt đối không để xảy ra hư hỏng, phải dừng thi đấu để khắc phục. Về kỹ thuật điều khiển xe động cơ vượt qua các vật cản cũng như chạy trên đường của các đội chiến đấu đều tương đối tốt, ít mắc sai sót, nhất là đội Việt Nam không mắc lỗi nào. Tuy nhiên, việc chạy nước rút của đội Venezuela và đội Việt Nam không tốt lắm, vì mắc khá thấp về trình độ xã kích của các đội tương đối tốt, tốc độ bắn khá nhanh. Có hai đội diệt 5 trên 5, 100% mục tiêu là Mông Cổ và Việt Nam. Còn hai đội kia diệt được 4 trên 5, 80% mục tiêu. Công tác đảm bảo thao trường, kỹ thuật cũng như các mặt khác của nước chủ nhà nhìn chung rất tốt. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.